Cá tè lón, đừng dựa cá tè lón. Hồi xong ông cấp ơi. Kéo, tôi chó là trong kéo rồi đó. Kéo SB. Trời ơi, học hết rồi ông ơi. Bây giờ em ơi, ăn được thôi mày. Thế chó không? Kéo gì mà học chân thôi. Game hơi cực anh em ơi. Vậy thì sao cầm doanh lật kèo bè đường mà chẳng lẽ bây giờ mất cả một đường mà lật không được đúng không? Đâu dơ vậy? Farm đi, đi farm đi. Cho em sớm thôi lật được ấy. AD farm gần luôn kìa, AD farm gần luôn đi. AD dồn tiền vô AD. AD farm hết đi. Kinh công 15 giây nước ra không à. Dép dép đường này đi, ông dép đường này đúng không đi. Rồi còn qua bên trong. Rồi ok, kinh công nè. Bỏ đi nha. Rầm rầm kìa, anh ơi, hai ông anh ơi, hai ông xoáy nhanh mà. Tụi nó tương nó bên bên anh con rầm đâu. Tôi tăng luôn. Đù. Xoáy xoáy ơi bạn ơi. Rồi ok. Đây. Ê, con bắt không? Nó chết là đề trước này. Nó rụng e đo trước nào. Rụng ở đây rồi. Đâu hơi đai nha, hơi đai nha. Chạy vào cơn mưa sâu. Mình rụng sớm mất rồi. Rồi ok, trong tầm kiểm soát anh em ơi, trong tầm kiểm soát không sao kìa. Nó lên chơi xong cái bộ giá. Giờ về về đi biết ơi, không đủ đam đâu. Nghĩa lên, phải pin tuy cây. Đó chưa? Ai kìa. Yeah. Lên cái đột. Kinh công phút thứ 15 nha anh em ơi, kinh công phút thứ 15 nha. Kêu mà tới đây nha không? Mà thấy tới đâu đó. Mấy con mắc ở đâu trời. Đại lính cao kìa. Tụi nó muốn ăn rồng nha. Nó ăn rồng đi không ơi. Lần này ăn rồng nữa gì. Nguyễn Thanh Hiến, trận này thắng được không nhỉ? Con xuôi. Con chua anh em ơi. Mắc đài hết này. Nó ghi ma từ dưới nè. Tu lên sao. Ở đây nó kìa nè. Quýnh luôn nè. Hơi yếu. Nó về. Nó thiếu hàng đi mấy rồi. Trộn, ông lên dài. Ờ, team mình có Greg mà Hewon nãy giờ không cảm nhận được hơi thở luôn kìa nha nhờ. Nãy giờ không thấy cái nào mà là để nãy giờ tôi chưa cảm nhận được cái kéo của ông Greg luôn vậy rồi á. Cái chính cái là win nè. Trời ơi, hụt luôn kìa. Đỡ luôn cho ông kìa. Má đam nó rồi kìa nha ơi. Đam tôi lên tầm này gơ vậy. Má nè kì. Thôi, bây giờ đừng đỡ mất cái mạng nữa nha. Nguyễn Thanh Hiến, rạc này thua Hiên rồi. Vô. Hồi máu phải cào chào tiếp nè. SD canh kỹ rồi kéo không ơi. Có cái kéo không mà học cái chứ nó quýnh gì nữa. Cầm Greg mà không được cái đấy thì thôi chưa. Nghĩa lì, có gạt để chưng thôi cây. Rồi bây giờ là không đo mắc mạng nha, kinh công bóng đêm nè. Một tắc hai quắc luôn nè, kinh công bóng đêm. Thì cái giáp hồi sinh, chuẩn bị cái giáp hồi sinh. Tua lính nữa cái giáp hồi sinh. Cái má nè, cái đam của nó gì mà nó giật như thế này sao đánh vậy. Ui. Đừng đỡ chết nha anh em ơi. Tem mạng mà combat nó muốn ép một đường kia nè. Tem nó chết là mình ăn kinh công luôn nè. Chỉ cần SD chết chúng thôi là giết thằng rồi được. Kéo SD